Ngày 17 tháng 11 năm 2022, một sự kiện lớn có vai trò quan trọng trong lịch sử hàng không vũ trụ đã diễn ra. Đó là một tên lửa tại trung tâm vũ trụ Kennedy được phóng lên quỹ đạo mặt trăng, mang theo tàu thăm dò mặt trăng Artemis 1. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trở lại mặt trăng của Mỹ. Có một người đàn ông đã nhìn thấy điều này trên TV. Anh ấy nở một nụ cười đầy bí ẩn trên khuôn mặt của mình. Tên anh ấy là Jerry Cross, một giáo sư đã nghỉ hưu tại Đại học Santa Clara ở California. Anh ấy cũng là một chuyên gia nghiên cứu về crop cycle, những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng. Vậy tại sao anh ta lại có một nụ cười đầy bí ẩn về kế hoạch hạ cánh trên mặt trăng của Mỹ? Điều này có liên quan gì đến những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cần quay ngược trở lại quá khứ từ hơn 10 năm trước. Khi đó, Jerry Cross chỉ là một giáo sư tâm lý học bình thường. Một ngày nọ, khi anh ấy đang tìm kiếm thông tin trên Internet, tình cờ thấy một bức tranh về những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng. Phản ứng đầu tiên của Jerry Cross là: ai đã cất công vẽ bức tranh trừu tượng đáng kinh ngạc này? Và mục đích của họ là gì? Với trực giác của một giáo sư tâm lý học, Jerry Cross lập tức bắt tay vào phân tích về trạng thái tinh thần của người vẽ. Nhưng trong bố cục của bức tranh này, anh không thể tìm thấy những thay đổi về cảm xúc của tác giả. Jerry Cross nhận thấy điều này không giống như một sự sáng tạo chung của loài người. Bởi vì nếu là một tác phẩm nghệ thuật thị giác do con người tạo ra, thì nó cũng giống như âm nhạc, có nốt trầm, nốt bổng và thể hiện được tâm trạng của tác giả. Vì vậy, có vẻ như nguồn gốc của những vòng tròn này nó thực sự bất thường. Điều này đã làm khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của anh. Khi tìm hiểu kỹ hơn, Jerry Cross thấy rằng những cấu trúc kỳ lạ có mặt ở khắp mọi nơi. Thậm chí nó xuất hiện ở những cánh đồng lúa từ California đến Indonesia. Chúng có các hình dạng khác nhau và thường liên quan đến các nguyên tố hóa học, phương trình toán học, cấu trúc hình học, mã DNA, hệ hành tinh hoặc các ký hiệu bí ẩn khác. Ghi chép lâu đời nhất của con người về vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng xuất hiện vào 22 tháng 8 năm 1678. Trong một tập in sách gỗ ở Hertfordshire, miền đông nước Anh, có tựa đề The Morwing Devil, ma quỷ cắt xén. Hình ảnh này mô tả một sinh vật kỳ dị đang tạo ra vòng tròn trên cánh đồng lúa mì. Vào thời điểm đó, người ta gọi vòng tròn kỳ lạ này là vòng tròn tiên nữ, như một phép ẩn dụ cho sự bất định của thời gian. Nghe nói rằng, khi tới gần nó, ta có thể nghe thấy âm thanh dòng điện. Người ta còn truyền nhau rằng, nếu ai bước vào vòng tròn đó, có thể sẽ gặp thần lùn hoặc người tí hon. Những vòng tròn cây trồng này xuất hiện nhiều nhất ở Tây Nam nước Anh. Khu vực này cũng là tâm điểm của những hiện tượng kỳ lạ, như sự xuất hiện của Stonehenge. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, Jerry Cross đã đưa ra một phát biểu gây sốc rằng: here's some science. Very few peer-reviewed articles on crop circles. Very few. But one retired astrophysicist said, những vòng tròn cây trồng này do người ngoài hành tinh tạo ra và nó ẩn chứa những thông điệp có thể dự báo tương lai của nhân loại. Mọi người rất hoài nghi về tuyên bố này, yêu cầu Jerry Cross đưa ra bằng chứng xác thực. Sau đó, ông đã đưa ra một loạt bằng chứng khiến các nhà khoa học đều sửng sốt. Theo phân tích, Jerry Cross cho rằng các loại cây trồng hình thành nên trong vòng tròn kỳ lạ này bị uốn cong xuống, chứ không phải bị gãy hoặc bị dập nát, với sự phân bố hình xoắn ốc chân nhẵn hướng về trung tâm. Nói chung, thân của những cây này nguyên vẹn, không bị gãy hay dập, và thậm chí chúng còn có sức sống dẻo dai hơn những thực vật ở bên ngoài đồ hình. Ngoài ra, một cấu trúc phức tạp như vậy không thể hoàn thành một cách bí mật trong một đêm, và nó lại được làm trong bóng tối mịt mù. Hơn nữa, năng lượng bức xạ cao đáng kinh ngạc trong những vòng tròn này trên đồng ruộng rất khó để giải thích. Ngoài ra, một số hạt giống nảy mầm với tốc độ gấp 5 lần bình thường, và ngũ cốc có những thay đổi chóng mặt. Chẳng hạn như, ngũ cốc có hình dạng của pha lê. Các loại cây trồng khác xung quanh được năng lượng bức xạ tương tự tiêu diệt vi khuẩn. Vì thế Jerry Cross khẳng định rằng con người không thể tạo ra những tác phẩm kỳ diệu này. Hơn nữa, anh còn thu thập được rất nhiều bằng chứng cụ thể khác. Vào cuối tháng 6 năm 2009, một vòng tròn bí ẩn đã xuất hiện ở Mill Hill. Nó được hoàn thành 3 lần từ ngày 21
đến ngày 30 tháng 6, lần nào cũng vô cùng bí ẩn. Vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng này dài gần 300 mét. Đầu tiên, nó xuất hiện dưới hình dạng giống như kính lục phân và một số vòng tròn xung quanh. Kính lục phân là một công cụ quang học thường được sử dụng để đo các góc giữa mục tiêu ở khoảng cách xa, thường để đo mặt trời hoặc thiên thể khác với đường chân trời trên biển, đường chân trời tại một thời điểm nhất định. Rồi sau một thời gian, người ta bất ngờ phát hiện ra một số mẫu hình mới được thêm vào. Chúng biến thành những mẫu hình giống với các hành tinh trong hệ mặt trời. Đến lần thứ ba, một loạt các phù hiệu con người chưa từng được biết đến đã xuất hiện. Mọi người đều sửng sốt, hàng trăm biểu tượng độc lập này được phân bố vô cùng hoàn hảo trên cánh đồng lúa mì rộng hàng trăm mét. Hai năm sau, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2011, ở Mỹ và các khu vực khác có thể quan sát được hiện tượng hành tinh Liên Châu, chính là một hiện tượng thiên văn. Trong đó, các hành tinh gần như nằm trên cùng một đường thẳng, và hiện tượng này kéo dài trong vài tuần. Vào ngày 30 tháng 5, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thiên Vương xếp thẳng hàng trên cùng một đường thẳng, đối ứng với hình dạng ở giữa của vòng tròn trên đồng ruộng, thậm chí đối ứng với cả về kích thước to nhỏ. Vào ngày này, mặt trăng cũng gần như ở trên cùng một đường thẳng với các hành tinh đó. Vào thời điểm này, chiều cao của hành tinh trên bầu trời trái đất có thể được đo bằng kính lục phân. Jerry Cross cho rằng những phù hiệu chưa từng thấy ở dưới mẫu hình có lẽ là lời tiên đoán về các hiện tượng thiên thể sẽ xảy ra trong tương lai. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2001, một hình ảnh khuôn mặt người được tạo hình bằng phương pháp ma thuật trận điểm đã xuất hiện trên cánh đồng lúa mì ở kính viễn vọng vô tuyến Chibbleton ở Humphreys, Anh. Nó trông giống như một khuôn mặt người được chụp trên gò núi ở Sao Hỏa. Vài ngày sau, một mẫu hình thứ hai xuất hiện. Nó khiến các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc bởi nó thực sự tương ứng với thông điệp Arecibo. Cụ thể, năm 1974, NASA đã gửi một thông điệp từ căn cứ Arecibo ra ngoài vũ trụ. Arecibo nằm trên bờ biển phía bắc của Puerto Rico và có một trong những kính thiên văn lớn nhất trên trái đất với đường kính 304 mét. Để kỷ niệm sự ra đời của kính thiên văn và kiểm tra chức năng của nó, căn cứ này đã bất ngờ gửi một chuỗi thông điệp tới cụm sao hình cầu M13 cách trái đất 25.000 năm ánh sáng để tìm kiếm người ngoài hành tinh. Thông điệp này là một mã gồm 1679 số nhị phân 101010 với công suất tín hiệu phát sóng lên đến 20.000 MW, truyền tải phẩm chất đặc biệt của nhân loại và những thông điệp quan trọng nhất của trái đất. Khi đó, các nhà khoa học cho rằng phải mất ít nhất 50.000 năm sau mới có thể nhận được phản hồi từ các sinh mệnh trí huệ. Nhưng họ không ngờ rằng 27 năm sau và năm 2001 đã nhận được phản hồi từ người ngoài hành tinh gửi cho con người. Hồi đáp là vòng tròn Chibbleton. Người ta còn gọi sự hồi đáp này là thư hồi âm của Arecibo. Thông điệp Arecibo do con người phát đi đã mô tả trật tự hệ thống tính toán của trái đất bằng hệ thập phân. Các nguyên tố hóa học chính tạo ra sự sống trên trái đất, mã DNA, chiều cao của cơ thể con người, số lượng con người và hành tinh này là hành tinh thứ ba nằm trong hệ mặt trời từ trên xuống. Và cuối cùng là bản phác thảo của kính viễn vọng vô tuyến truyền thông tin này. Chúng ta hãy nhìn vào vòng tròn của Chibbleton. Nếu vòng tròn Chibbleton được chuyển đổi thành thông điệp Arecibo, thì khi đặt cả hai lại với nhau và so sánh chúng, thì chúng ta có được một thông điệp. Các nhà khoa học đã diễn giải nội dung của thư hồi âm Arecibo như sau. Ngoài 5 nguyên tố hóa học trong DNA của người trái đất, hydro, carbon, nitơ, oxy và phosphor, DNA của người ngoài hành tinh còn chứa silicon. Cấu trúc DNA của người ngoài hành tinh rõ ràng là rất khác với cấu trúc chuỗi xoắn kép DNA người trên trái đất. Nó vẫn có cấu trúc xoắn ba. Đây là một minh chứng rõ ràng nhất, chứng minh sự tồn tại của nền văn minh cấp cao hơn chúng ta. Họ đang âm thầm theo dõi, thậm chí là đưa ra những gợi ý giúp nhân loại phát triển nhanh hơn. Năm 2017, lực lượng hiến binh ở Sun City bất ngờ nhận được tin báo, một người nông dân bực tức đến tố cáo ai đó đã chơi khăm anh ta. Theo lời kể của người nông dân, vào đêm hôm qua, có ai đó đã phá hoại trên cánh đồng của tôi. Hắn vẽ một bức tranh tương tự như crop cycle ngay trên đó. Một phần lúa mạch gần chín rơi hết xuống đất, thiệt hại lên đến hơn 1.000 euro. Sau khi nhận được báo cáo, các hiến binh không dám lơ là, họ vội vã đến hiện trường và thấy vòng tròn cây trồng này.
Họ đã kiểm tra rất kỹ xung quanh, nhưng không có dấu vết nhân tạo nào được tìm thấy, không có dấu chân người, không có vết lốp xe. Dường như vòng tròn cây trồng này được tạo từ trên trời xuống. Vì thế, các hiến binh không còn cách nào khác phải dừng việc điều tra lại, bởi không có dữ kiện nào để họ tiếp tục. Tuy nhiên, người nông dân rất bất mãn vì một số hoa màu bị hư hỏng. Không can tâm với kết quả điều tra của các hiến binh, ông đã sử dụng một máy bay không người lái, chụp ảnh và quay video vòng tròn cây trồng này rồi đưa lên mạng. Ông biết rõ sức mạnh của cộng đồng mạng, vì thế ông nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Sau khi video được xuất bản, mọi chuyện xảy ra không giống như những gì người nông dân hình dung. Thay vì giúp ông điều tra thủ phạm, thì phần lớn cư dân mạng lại cho rằng ông tự tạo ra tác phẩm đó và đăng lên mạng câu view. May thay, Jerry Cross cũng vô tình xem được video này. Với 10 năm kinh nghiệm giải mã các vòng tròn cây trồng, anh hiểu rằng đây là một thông tin cực kỳ quan trọng. Có thể nó sẽ tiết lộ một điều gì đó xảy ra trong tương lai của trái đất. Sau khi anh ấy xem xét kỹ lưỡng các vòng tròn cây trồng trong video, Jerry Cross thấy rằng có một quả cầu to nhất nằm ở vị trí trung tâm trong một vòng tròn xung quanh. Trên vòng tròn đó có hai quả bóng nhỏ hơn nằm đối xứng với nhau qua quả cầu trung tâm. Jerry Cross cũng là một người đam mê hóa học, nên anh ấy lập tức thốt lên rằng đây chẳng phải là sơ đồ nguyên tử của Halley sao? Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đây, bởi vì Jerry Cross không thể lý giải được tại sao lại có một mô hình kỳ hiếm như Halley xuất hiện. Mãi cho đến vài tháng sau, một tin tức công nghệ trên Internet đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Một bản tin gây chấn động vào tháng 11 năm 2017 rằng lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới đang được xây dựng ở miền Nam nước Pháp đã hoàn thành 50% tiến độ công việc. Đây là dự án lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế mang tên ITER, có tổng cộng 35 quốc gia thành viên, gồm Liên minh châu Âu EU, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ là thành viên chính. Với mục đích xây dựng Tokamak, một thiết bị sử dụng từ trường cực mạnh để giữ plasma nóng trong một vật hình xuyến lớn nhất thế giới, để chứng minh tính khả thi của nhiệt hạch trong việc tạo ra nguồn năng lượng lớn. Vậy vòng tròn trên cánh đồng của người nông dân và lò phản ứng nhiệt hạch có liên quan gì đến nhau? Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu nguyên tắc của việc tổng hợp hạt nhân. Nhiên liệu thường dùng trong phản ứng tổng hợp hạt nhân là các đồng vị deuterium và tritium của hydrogen. Các đồng vị này có thể trích lấy dễ dàng từ thành phần nước biển hoặc tổng hợp không mấy tốn kém từ nguyên tử hydrogen. Để làm cho các hạt nhân hợp lại với nhau, cần tốn một nguồn năng lượng rất lớn, ngay cả với các nguyên tử nhẹ nhất như hydro. Điều đó được giải thích là do các quá trình của phản ứng đều khó thực hiện. Bước 1, cần phải ion hóa hoàn toàn tất cả các nguyên tử, đồng thời tách loại bỏ tất cả các electron ra. Để biến nhiên liệu phản ứng hoàn toàn trở thành hạt nhân không có electron ở thể plasma. Sau đó, cần phải cung cấp động năng cực kỳ lớn cho các hạt nhân vượt qua tương tác đẩy Coulomb giữa chúng mà va vào nhau. Tuy nhiên, ở đây đã xuất hiện một vấn đề lớn là cần duy trì nguồn điện lên đến 100 triệu độ C cho lò phản ứng. Điều này tiêu tốn rất nhiều điện. Hơn nữa, cấu tạo của một lò phản ứng hạt nhân hoàn chỉnh lên đến 1 triệu bộ phận. Để duy trì hoạt động của nó, cần một nguồn năng lượng khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn nguồn năng lượng đầu ra của nó. Vì thế, việc xúc tác phản ứng tổng hợp deuterium, tritium để tạo ra nguồn năng lượng trên thực tế rất khó thực hiện, không mang lại hiệu quả cao. Jerry Cross chợt nhớ đến mô hình cây trồng ở trên. Anh tự hỏi, tại sao mô hình đó lại mô tả cấu tạo nguyên tử của Halley mà không phải hydro? Sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, Jerry Cross mới biết rằng deuterium và tritium không phải là vật liệu lý tưởng cho phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lý do ở đây là deuterium có một neutron, tritium thì có hai neutron trong hạt nhân của nó. Khi deuterium và tritium kết hợp với nhau, nó sẽ tạo ra khí heli và một neutron bị bắn ra ngoài. Neutron là hạt không mang điện, nên nó không bị hạn chế bởi từ trường trong tokamak. Trong một lò phản ứng hạt nhân có hàng triệu nguyên tử deuterium, tritium được tổng hợp lại, thì cũng có hàng triệu neutron bị bắn ra ngoài. Điều này sẽ làm cho tokamak bị bào mòn nhanh hơn. Hơn nữa, neutron này cũng là một phóng xạ, nên nó phải được xử lý như chất thải hạt nhân. Việc xử lý chất thải hạt nhân cũng tốn một khoản chi phí cao ngất trời. Vì thế, trên lý thuyết, việc tổng hợp hạt nhân để tạo ra nguồn năng lượng vô tận là có thể. Nhưng trên thực tế còn có nhiều trở ngại lớn hơn. Vậy nguyên liệu lý tưởng cho phản ứng tổng hợp hạt nhân là gì? Jerry Cross tự hỏi. Các chuyên gia đã đưa ra một câu trả lời rất đơn giản. Đó là
đơn vị nguyên tử của heli và heli 3 phản ứng với deuteri sẽ không có neutron nào bị ép ra ngoài. Đây là một vật liệu tổng hợp hạt nhân an toàn nhất được biết đến nay. Jerry Cross sửng sốt, không phải vòng tròn cây trồng đang nhắc đến nguyên tử heli sao? Ông hiểu ý nghĩa của vòng tròn cây trồng pháp này. Vòng tròn cây trồng truyền tải một thông điệp như vậy: bạn hãy sửa đổi hoạt động của phản ứng tổng hợp hạt nhân, sử dụng helium 3 làm vật liệu chính. Nhưng heli là một loại khí hiếm, chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu? Đây là một câu hỏi khiến các nhà khoa học phải đau đầu. Nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ là hydro, vị trí thứ hai là heli. Helium có trong khối lượng của mọi vật chất được nhìn thấy trong vũ trụ, nó chiếm khoảng 25% toàn vũ trụ. Nhưng thật trớ trêu, heli lại cực kỳ hiếm trên trái đất. Theo thống kê, nếu thu thập tất cả helium 3 trên trái đất cũng chỉ có vài trăm kg. Thậm chí con số đó không đủ để duy trì một lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ. Đó là lý do tại sao các nhà vật lý hạt nhân đều cho rằng chúng ta vẫn phải sử dụng đồng vị hydro, mặc dù helium là nguyên liệu tốt nhất. Nhưng ở một nơi khác, không quá xa so với trái đất, có một lượng lớn helium 3, chính là hành tinh ở gần chúng ta nhất, mặt trăng. Đây là thông tin các nhà khoa học đã xác định trong những năm gần đây. Có khoảng 1 triệu tấn helium 3 trên mặt trăng. Điều đó có nghĩa là nếu helium 3 trên mặt trăng có thể được ứng dụng, sẽ là một bước đột phá cho công nghệ tổng hợp hạt nhân. Sau đó nhân loại sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nguồn năng lượng sạch vô tận. Xem đến đây, có lẽ bạn sẽ hiểu tại sao Jerry Cross lại mỉm cười khi biết con người sẽ đưa Artemis 1 trở lại mặt trăng. Bởi vì theo quan điểm của Jerry Cross, đây là những gì vòng tròn cây trồng tiên đoán đang xảy ra. Nhân loại đang thực hiện những bước đầu tiên để khai thác kho báu trên mặt trăng, đưa con người tiếp cận đến một nền văn minh cấp cao hơn. Như Armstrong, người đàn ông đầu tiên bay lên mặt trăng đã nói, đây là một bước nhỏ đối với tôi, nhưng là một bước tiến đối với nhân loại. Chờ dừng lại ở đó, Jerry Cross còn đưa ra thêm các bằng chứng khác, chứng minh những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng thật sự do một loại công nghệ ngoài trái đất thực hiện. Cụ thể, vào lúc 6 giờ 15 chiều, tháng 7 năm 1996, một phi công đưa hành khách bay trên cánh đồng lúa mì ở Wilshire, Anh. Họ vô tình cúi đầu nhìn xuống. Lúc đó, đang là mùa du lịch cao điểm. Những cánh đồng lúa mì bên dưới vẫn nguyên vẹn, sạch sẽ. Sau 15 phút, họ bay trở lại và bất ngờ phát hiện thấy rằng một mô hình xoắn ốc khổng lồ trên cánh đồng lúa mì. Bên cạnh nó là Stonehenge nổi tiếng. Những vòng tròn bí ẩn khổng lồ này có tới 149 vòng. Các nhà khoa học đã phải công nhận rằng đây là những vòng tròn phức tạp nhất mà con người từng thấy vào thời điểm đó. Freddy Silva, tác giả của cuốn sách Mật mã của vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng, và nhóm của ông gồm 11 người đã mất 5 tiếng đồng hồ để kiểm tra cánh đồng này. Điểm đặc biệt của mô hình vòng tròn này là nó đại biểu cho định luật toán học, được gọi là Julia Set. Đây là một mô hình toán học do nhà toán học người Pháp Gaston Julia đề xuất vào đầu thế kỷ 20. Cùng năm đó, xuất hiện một vòng tròn mới trên cánh đồng với bộ sưu tập Julia to gấp 3 lần cái trước đó xuất hiện, với tổng số 196 vòng tròn. Silva và nhóm của ông một lần nữa tiến hành nghiên cứu các loại vòng tròn mới này. Ông nói rằng, chúng tôi thực sự không biết phải bước đi thế nào trong vòng tròn cắt xén. Bởi vì vòng xoáy rất xít nhau, mô hình hoàn hảo và mô hình bên dưới của mỗi vòng tròn đều khác nhau. Thật là một sự lăng mạ khi dẫm lên tác phẩm nghệ thuật như thế. Ông Silva tiếp tục mô tả, các cây trong vòng tròn không có dấu hiệu bị hư hại. Các phần bị uốn cong đều chạm nhẹ vào mặt đất. Bên trên không có bùn hoặc dầu chân. Đất trên ruộng lúa mì có cảm giác khô hơn bên ngoài. Kim la bàn của tôi lắc lư bên này sang bên kia như một người say rượu. Điều này cho thấy rằng nó bị một từ trường gây nhiễu. Điều này quả là thần kỳ, nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Sau 5 năm, vào ngày 14 tháng 8 năm 2001, một bộ Julia to gấp 6 lần đột nhiên xuất hiện. Vòng tròn này được tạo thành bởi 409 vòng tròn với đường kính hơn 300m và có diện tích khoảng 60.000m2. Nó được gọi là mẹ của vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng. Chính là đồ hình này, vào năm 2012, đã được tổ chức vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng đưa ra phần thưởng trị giá 100.000 bảng Anh dành cho ai có thể sao chép nó. Điều thú vị là tới ngày nay vẫn chưa có ai nhận thách thức này. Với ngày càng nhiều nghiên cứu về vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng, nhiều học giả có xu hướng cho rằng đây là một số thông tin mà người ngoài trái đất gửi cho con người. Jerry Cross gọi đây là lá thư từ nền văn minh ngoài hành tinh gửi cho người dân trên trái đất. Một ví dụ khác, vào ngày 21 tháng 6 năm 2011, sát đỉnh đồi lân cận vùng Westwood,
xuất hiện một vòng tròn kỳ bí với hình ảnh thập tự giá tinh xảo trên cánh đồng. Hình ảnh vòng tròn chứa 36 hình tròn cỡ trung bình và 104 hình tròn cỡ nhỏ. Với kích thước này, ngay cả khi bạn trải một tờ giấy lớn trên mặt đất, sẽ phải mất vài giờ để vẽ được hình lên trên giấy, chưa kể vẽ các loại cây trồng tương ứng. Ngoài ra, các cây trồng xung quanh mô hình vòng tròn kỳ lạ này vẫn còn nguyên vẹn, không bị hư hại và không có thân cây lúa mì nhỏ nào bị đè nát xuống đất. Nói về tình trạng thân cây lúa mì bị đè nát, một số nghiên cứu đã so sánh tỉ mỉ vòng tròn đồng ruộng được làm từ nhân tạo và được hình thành tự nhiên. Họ đã thực sự tìm thấy rất nhiều điểm khác biệt. Trước hết, các vòng tròn được hình thành nhân tạo chủ yếu được ép bằng dây thừng và gậy. Tiên tiến hơn thì dùng vi sóng. Những thử nghiệm này đều làm nhiều thân cây trồng bị gãy, khó khôi phục sinh trưởng bình thường, còn các cây trồng xung quanh cũng bị hư hại. Các loại cây trong vòng tròn được hình thành tự nhiên thì khác. Chúng được xử lý nhẹ nhàng bằng năng lượng ôn hòa. Ngày đầu tiên có thể nhìn thấy mẫu hình, nhưng sẽ biến mất sau 3 đến 5 ngày vì các cây cong từ từ thẳng lên, cảm giác giống như hợp kim ghi nhớ hình dạng, và thậm chí những loại cây trồng này còn phát triển nhanh hơn. Trong khi đó, việc hình thành nhân tạo sẽ gây áp lực rất lớn lên cây trồng và chúng khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nếu một số vòng tròn nhân tạo được vẽ trên một cánh đồng bùn lầy, nhiều cây trồng sẽ bị rất nhiều bùn bao phủ. Miền Nam nước Anh có rất nhiều mưa và rất khó để đảm bảo các cánh đồng không bị lầy lội. Nhưng những vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng thực sự không có vết bùn nào. Ngoài ra, mọi người sẽ nhận thấy một hiện tượng ở các cây trồng trong vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng được hình thành theo một cách tự nhiên. Có lượng lớn các côn trùng bám vào cây trồng. Rất nhiều ruồi, ong và các loại côn trùng khác không bay đi kịp và bị bám chặt trên lúa mì. Giống như có năng lượng mạnh mẽ khiến chúng ngay lập tức bị đốt cháy. Xác của một số côn trùng còn nổ tung. Một số thân và cánh của chúng nằm rải rác trên mặt đất. Và trong các kẽ hở của cây lúa mì, một số côn trùng khác vẫn đang ngậm thân lúa. Đây đều là những hình ảnh được thu thập bởi Janet Ossebat, một học giả nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng. Nhìn vào bức ảnh này có thể thấy rằng con ruồi và con ong vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu của chúng ở trên cây lúa mì, còn con bọ rùa này đã bị sấy khô ngay lập tức. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra năng lượng bất thường trong các vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng được hình thành một cách tự nhiên. Người ta thấy rằng đất khô trong vòng tròn của cánh đồng lúa mì có chứa một lượng phóng xạ vi lượng phi tự nhiên với cùng một số lượng bức xạ đồng vị, có nhiều hạt từ tính nhỏ trong đất chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi, và tia hồng ngoại của đồ hình bên trong và bên ngoài tăng mạnh. Cho đến nay, Jared Crop đã giải mã hơn 10 mẫu crop cycle. Một số lời tiên đoán đã thực sự trở thành hiện thực, một số thì chưa. Vì vòng tròn cây trồng này dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai, có thể sẽ xảy ra 100 năm nữa hoặc muộn hơn, điều đó chúng ta không thể biết được. Chốt lại, những vòng tròn cây trồng này chính là một lời tiên tri cho số phận của trái đất. Mà người tạo ra nó chính là những sinh vật ở nền văn minh cấp cao hơn chúng ta trong vũ trụ. Họ đang âm thầm đưa ra những góp ý giúp người trái đất phát triển nhanh hơn và an toàn hơn. Vì thế, nhân loại cần để ý những thông điệp đó. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong cuộc sống của chúng ta. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.